Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay, với những game vua cờ bạc, mình lại tiếp tục ngồi đây chơi cùng anh em con game CF68, một con game không còn xa lạ gì với tất cả anh em dân chơi nữa. Với đẳng cấp casino đứng đầu thế giới, thì đây là một con game mà mình nghĩ là anh em đáng chơi, đáng để anh em trải nghiệm. Với đẳng cấp casino đứng đầu thế giới, nhiều anh em cứ nhắn tin gọi điện bảo là mình vào chơi hướng dẫn bắt cầu con game dự đoán tài xỉu. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm cùng anh em con game dự đoán tài xỉu nhá, hay gọi là tài xỉu bingo đó. Khi mới vào con game này, anh em thấy không, giao diện vô cùng dễ dàng, vô cùng dễ chơi và vô cùng đẹp mắt, chỉ có hai cửa: cửa tài và cửa xỉu, và một cửa tam bảo. Với cửa tam bảo thì tỷ lệ ăn là 1/88, tỷ lệ ăn khá là cao, cũng ngang với cả anh em chơi đề đấy, nên cửa này mình thường bỏ qua. Với hai cửa tài và cửa xỉu thì tỷ lệ ăn của nó là 1/1, thì ok, mình sẽ hướng dẫn anh em chơi và mình cũng chỉ đặt ở hai cửa tài và cửa xỉu thôi đó anh em nhá. Thì quay trở lại với chuyên môn, thì hiện tại cầu của nó đang là cầu 22 và ván này đã là ván thứ 5 rồi. Mình nghĩ là sau ván này thì nó sẽ cắt cầu đấy. Ván này mình sẽ chuyển sang đặt cửa xỉu anh em nhá, chuyển sang đặt cửa xỉu. Vì mình nghĩ là sau khi cầu 22 thì nó sẽ một là chuyển sang cầu 11 hoặc là bẹt. Bẹt thì không phải rồi, nó đã về tài. Thì ván này mình sẽ đặt xỉu. Mình đặt 200k luôn. 200k luôn. Số tiền hiện tại của mình đang là 19 triệu 100 thôi. Chỉ có 19 triệu 100 thôi. Sau ngày hôm nay mình cố gắng sẽ lên được 25 triệu là ok rồi. Mỗi ngày kiếm là 5 triệu thôi. Ok, 3 điểm cửa xỉu anh em nhá. 3 điểm theo cửa xỉu, ok. Và mình đã ăn thêm được 200k. Không, sau khi cắt phế mình chỉ còn 190k thôi anh em ạ. 190k thôi. Ván tiếp theo thì mình dự đoán là nó sẽ về cầu 11 đấy. Lúc trước nó đã về xỉu rồi. Thì ván này mình sẽ chuyển sang đặt cửa tài anh em nhá. Chuyển sang đặt cửa tài. Và mình đặt 100k theo cửa tài mọi người nhá. 100k theo cửa tài. Không biết là kết quả có đúng như mình dự đoán hay không. Nào xem nào. Đang chờ kết quả anh em ạ. Đang chờ kết quả. Không biết là anh em thế nào. Nhưng mình cảm thấy là mình chơi game CF68 này mình cảm giác rất hồi hộp luôn. Ok, quá là tuyệt vời. Thì ván này mình sẽ đặt 200k theo cửa xỉu mọi người nhá. Mình đặt 200k theo cửa xỉu. Có thể là ván này nó sẽ về bệt đấy, nên mình sẽ đặt 200k theo cửa xỉu. Ra kết quả đi nào. Thực sự là khá là hồi hộp. Ok, một điểm. Nó đã về cửa xỉu rồi anh em ạ. Mình lại ăn thêm được 100k nhá. Mình đã ăn thêm được 200k. Và tiếp theo mình lại đặt tiếp cửa xỉu thôi. Nó đang cầu bẹt đấy mọi người ạ. Đã về 3 ván xỉu rồi. Nhưng mọi người chú ý này, ở con game tài xỉu bingo này thì cầu bẹt của nó khá là yếu và không được dài và khỏe như các con game khác.
như kiểu là ở mấy ván trước này chúng ta chỉ thấy nó về xỉu 3 lần thôi và không ở, tiếp tục ở ván thứ tư. Ván này thì mình cũng không được chắc chắn cho lắm, mình chỉ đặt 100k thôi. Nếu ván nào mình chắc chắn chẳng hạn, mình sẽ đặt một củ luôn, ví dụ thế. Thì anh em cũng chú ý vào cách đặt gấp thép hay là cách chúng ta có chắc chắn hay không, thì chúng ta sẽ đặt tùy vào cái mức cược của mình. Đó, anh em thấy không? Nó đã về tài rồi. Vậy là cầu nó chỉ dừng lại ở cầu 3 thôi, nó không tiếp tục bẹt thêm nữa. Nên ván này mình lại đặt 400k luôn, 400k cửa xỉu. Không biết là nó sẽ về cầu 11 hay là nó lại về cầu tài ở đây. Có nghĩa là đã 3 xỉu rồi, có thể nó sẽ về 3 tài. Nhưng mà không biết là nó sẽ như nào. Chúng ta cùng chờ đón kết quả nhá. Mình đặt 400k theo cửa xỉu. Ván này mà không về cay lắm đấy. Không về thì mình sẽ phải đặt gấp tiếp lên 800k mọi người ạ. Ván này không về thì mình sẽ phải đặt gấp tiếp lên 800k. Ok rồi anh em nhá. 4 điểm, nó đã về xỉu đúng như mình dự đoán. Mình ăn thêm 400k. Sau khi cắt phế mình còn 380k anh em ạ, 380k. Thì mọi người cứ khi mà thua chẳng hạn thì mọi người cứ bình tĩnh đặt, soi lại cầu xem là cầu mình đặt đã đúng chưa. Và anh em chú ý là cách tính gấp thép của mọi người nhá. Mình thì cũng nhiều lúc cũng theo cảm xúc á, nên là thua chẳng hạn mình thường đặt rất nhiều để mình cố gắng gỡ lại. Nhưng mọi người không nên làm như thế nhá, khá là mạo hiểm đấy. Ván này mình đặt 200k theo cửa xỉu mọi người ạ, 200k theo cửa xỉu. Vì mình nghĩ là nó không phải về là cầu 11, nó có thể là về tài thêm một vài ván nữa, 2 hoặc 3 ván nữa. Lên mình đặt cửa xỉu 200k, 4 điểm, ok. Nó lại về xỉu rồi anh em ạ, lại về xỉu đi. Ván này mình có nghĩa là ván tiếp theo mình lại đặt cửa xỉu đây. Đặt cửa xỉu. Mình thấy là mọi người cũng đặt cửa xỉu rất nhiều đấy mọi người ạ. Đã xem nào. 100k. Ok thì mọi người thấy video mình hay thì cho mình một like, subscribe, một chia sẻ để tất cả mọi người đều biết đến con game CF68. Và mình luôn cầu chúc cho anh em luôn chiến thắng ở con game này. Chúc anh em luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống.